là cảm ra là nhìn ngon không mấy bạn, quá ngon. Nè, xong rồi tới cái này qua một lớp bột ướt mình thấy đó. Dầu mình xài một lần nó đen liền thôi, mình phải bỏ thôi, còn ở ngoài người ta xài lại, xài tới xài lui rất là dơ, rất là nguy hiểm nữa. Mình mới chiên có một lần mà dầu nó đã đen, nó giữ cho nó lắm chứ không phải là mình bỏ đâu. Dạ là hấp trước hả? Giờ nó chiên rồi. Giờ vào đây. Hấp bột rồi nè chú. Nói gà miếng với lại đùi gà đủ ăn rồi. Quá trời ơi. Lớp bột khô nữa. Ồ, vớt mấy cái đen đen ra hả chị? Ồ, gà chín đây nè. Được chưa? Thôi, cứ bỏ vô đi. Cái đen đen là cái mấy cái khét phải bỏ. Hello gì kiểu. Gà ngon chưa? Wow, mình vừa có gà miếng nha, mình vừa có gà đùi gà nha, quá là ngon luôn, thấy không kiểu? Xong rồi mình sẽ chiên thêm một dĩa khoai tây. Đây đã chiên sẵn một dĩa khoai tây rất là ngon. Wow. Đầu là phải
hấp gà như vậy nè, sau đó mình lấy chiên ra thì gà nó mới mềm ngon. Mình thấy nó đẹp như vậy phải không? Ừ. Ngon à. Còn món gì nữa không? Kiểu gì kiểu chiên luôn, cái bánh kia gì kiểu đây cái gì à, một miếng hai miếng đi nè, lên màu luôn nè. Bây giờ là tới công đoạn là chiên hoành thánh. Dầu đen thui luôn ha, ghê không? Ở trong là có thịt ha, ngon. Chứ đó chưa vàng lắm hả? Vớt ra là được rồi. Nó chả có gì, nó chả có gì. Dầu từ trong mà đen thui luôn, ghê thật. Chưa giống mà hủ chiên quá ha, nè chị nhìn vô đây coi giống mà hủ chiên mà nó nhìn vàng á, cái này là quả hủ chiên nè, gà chiên nè, rồi thành phẩm rồi, nhanh gọn lẹ luôn, giờ chỉ có bỏ vào miệng là xơi thôi.